Hai bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái quá trình bị corona ở bên Mỹ này. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn biết để các bạn hiểu thêm về cái quá trình bị corona. Mình biết là có rất nhiều người đã làm qua rồi. Thì mình muốn làm về cái phần mà mình đã trải qua. Thì khoảng chừng 14 ngày về trước á là vợ mình đi xét nghiệm là bị dính corona. Rồi tới ngày hôm sau á, là mình đi xét nghiệm. Thì khi mà mình đi xét nghiệm á thì mình lại đó khi các bạn biết á, ở bên Mỹ này có hai loại xét nghiệm khi bị corona, là một cái làm là xét nghiệm nhanh thì nó không có chính xác, còn cái kia nó gọi là PCR test, có nghĩa là phải chừng 2 3 ngày sau mới có kết quả. Thì mình làm cái 15 ngày á, ơi chứ làm cái 15 phút á thì kết quả nó hoàn toàn là mình không bị. Cái mình nói không thì người ta muốn test thêm 2 3 ngày nữa cái mà kết quả kia, để muốn coi là có chính xác không. Thì trong cái ngày hôm đó bắt đầu là mình có những triệu chứng ho, rồi người mình bị ớn lạnh mà không hề sốt nha. Thì mình nghĩ chắc là bị cảm thôi, tại nó tại mình đi xét nghiệm mà nó đâu báo mình là bị đâu. 2 3 ngày sau bắt đầu cái người mình ớn lạnh, mình ho, nó bắt đầu nó tăng lên. Thì đồng thời cũng là cái kết quả mà mình xét nghiệm mà chính xác á, nó báo cho mình nó mình cũng không bị corona. Thì mình nói luôn cái này là không ổn rồi, cái này là tào lao rồi, tại tất cả những người nào sống ở trong nhà mình đều bị dính hết luôn, vợ con cái mình dính hết. Thì mình mới đi xét nghiệm lần nữa, thì tới lần thứ ba mình xét nghiệm á, thì mình bị dính corona. Đó là 14 ngày về trước, đúng chính xác 14 ngày về trước luôn. Thì bắt đầu từ lúc đó chơi là mình bị ho, ho rất nặng các bạn, ho mà ho liên tục luôn mà mình không bị sốt. Hoàn toàn là nhà mình ai bị cũng không hề bị sốt á. Thì nên mà đi ra ngoài đường mà thấy người ta xét đo, cầm máy đo về nhiệt độ, mình thấy nó cũng không có chính xác đâu, tại hoàn toàn nhà gia đình mình là 5 6 người bị, là hoàn toàn không hề có bị sốt một chút xíu nào luôn. Thì nhưng mà triệu chứng ho rất là nhiều, ho ho mà ở đâu cổ cái nó ho. Cái tới ban đêm á, bắt đầu là bị nghẹt thở, khó thở, nó giống như là bị nghẹt mũi vậy. Có hôm mình nhớ có 1 2 đêm bắt đầu mà mình bị, mình ngủ không được luôn, tại nó mình nghẹt thở, mình thở không có được rồi, ho thì bị đau cổ họng nữa, làm đủ cách đó luôn, không có hề hết chút xíu nào hết. Thì ở bên Mỹ này nè, thì khi nào mà bạn mà bị nặng thiệt nặng á thì mới gọi 911, nó đưa vô đi cấp cứu thôi. Còn nếu mà bạn cảm thấy mà bạn không có phải trường hợp mà emergency á, thì tụi nó cũng chẳng có khám hay gì đó. Mình tới lúc lúc mình đi xét nghiệm á, nó nói mình bị corona, nó về về cách ly 10 ngày đi xong quay lại test tiếp, nó nói vậy luôn. Còn rồi mà nó nói nếu mà trường hợp mà bị nguy hiểm á thì gọi 911 thôi, vậy thôi. Thì mình ho rồi mình đau cổ họng rồi mình cảm thấy ớn lạnh, thì nhà mình á ai ai cũng xong mà mua mua mà mua thuốc xong rồi, về xong cứ sáng xong rồi chiều xong rồi uống nước 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 mật ong mà pha với gừng với sả uống, khi mà ho uống mấy đó là nó tốt lắm. Thì đó là cái quá trình mà mình bắt đầu rồi mình bị, là mình bị ho mà mình hoàn toàn mình không hề sốt. Áp sau khi mà mình ho là bắt đầu là mình bị nghẹt thở mà cũng khó thở, rồi bắt đầu ho nhiều quá rồi chuyển qua thành tức ngực, rồi sau đó là cảm thấy cái cơ thể mình nó mệt mỏi đi. Cái người mà ớn lạnh là cầu cả 10 ngày hơn đó, là ngày nào cũng bị ớn lạnh đó. Mỗi lần tắm đó, mình cố tình mình tắm mình nước nóng thiệt nóng đó. Khi mà mình tắm mà ông bạn biết ở ngoài trời đang lạnh nha, thì ở bên này đang mùa đông, thì mà mình bắt đầu mình tắm nước nóng nóng thiệt nóng luôn, tắm mà cái hơi nóng mà nó như hết luôn cái nhà tắm luôn, rồi nó toàn hơi, còn toàn hơi nóng mà mình tắm bằng cỡ đó nóng cỡ đó. Mà khi mà mình tắm á, mình đổ nước nóng vô mà người mình mà nó nổi da gà, nó ớn lạnh tới vậy. Thì bị vậy khoảng chừng hơn chục ngày vậy mà có xong xong cứ sáng xong chiều xong rồi xong. Khi mà bạn xong á, nó rất là tốt, nó không sau khi bạn xong mình cảm thấy người bạn thoải mái lắm. Nhưng mà sau khi 2 3 ngày sau mà mình bắt đầu mình có triệu chứng ho là mình cảm thấy là mình mất đi cái mùi vị, mình không có cảm nhận được cái mùi vị. Mình đưa nguyên cái chai dầu xanh mà để sát mũi nè, mấy ngày trước mình hửi được, mấy mấy ngày sau là mình hoàn toàn mình không hửi được mùi luôn, coi như là người mình lâu lâu mình hửi được cái mùi rất thối, nó lâu thoảng quá thôi. Thì cái đó là
mình biết ai ai á, thì mọi người có mỗi triệu chứng khác nhau, thì lâu lâu mình thử được mùi đó, còn ngoài ra là mình không hề thử được bất cứ mùi gì luôn. Ăn mình không có nếm được mùi gì á, mặn chua hay gì mình không nếm được, hoàn toàn mà coi như là sống mà giống như bạn cảm thấy rồi. Lúc 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 mà bị gì mà cảm thấy cái cuộc đời mà nó thấy nó nhàm chán lắm, vừa mệt mỏi mà nó vừa mà không có hử được, mà chẳng có nếm được gì hết. Rồi tới hiện tại, tới thời điểm bây giờ luôn, mình vẫn chưa, lúc đầu là mình tưởng là mình đã có được cái nếm với lại là cái hử được lại rồi, nhưng mà mình hử lại được thì chỉ 50% rồi, còn nếm là mình cũng khoảng chừng 40%, mình chưa có hoàn toàn là trở về như ban cũ. Rồi tới cái người mà mệt á, lúc đó mình ho đâu khoảng chừng 10 ngày á, thì sau khi mà mình ho 10 ngày liên tục vậy á, người mình đuối lắm, cái bắt đầu người mình rã lên mệt mỏi, rồi mình cố gắng mình vận động làm đủ thứ, làm đồng vòng nhà, làm mọi thứ để cho mình, tại khi mà người ta nói á, là phải cố gắng làm cho con người mình nó vận động á, để mà nó giúp cho cơ thể mình nó chống lại cái con rước, thì mình cố gắng làm đủ thứ, thì mình làm đủ thứ ấy, nhưng mà người mình rất là mệt. Cái sau này á, mình cảm thấy mình nó bớt, cái triệu chứng nó bớt bớt ho hơn, coi như là tự nhiên ho nó tiếu lắm. Hôm nay bạn ho khùng điên ba chợ luôn, cái nhà mà nhưng nó cắt ngưng hẳn luôn, bạn không hề ho lại. Cái gì bạn ho rồi ho quá chợ, nó từ từ chậm chậm lại, con này ngưng hẳn một ngày luôn, sau tới hôm sau nó ho lại nữa, nó cũng bá đạo vậy. Nhưng mà mình thì mình ngưng ho rồi, mình ngưng ho khoảng được vài ngày nay rồi, nhưng mà bù lại á, người mình rất là mệt, mình thở mà ngắn á, vẫn còn. Nó giống như bạn thở mà bạn thở không nổi á, giống như mà bạn chạy mệt thì mệt, cái bắt đầu là bạn thở, còn thở vậy là giống như mình đang bị vậy, là mình thở mệt lắm, đi lên cầu thang mà cảm thấy mệt vậy đó. Là coi như là trường hợp hiện tại giờ, thì khi mà bị thì mình uống thuốc gì để phòng chống, thì thật sự á, nhà mình chỉ mua cái loại thuốc mà nó đề là nó trị tùm lum thứ bệnh đó, nó trị nhức đầu, sốt, đau nhức, rồi ho, rồi sổ mũi, là mình mua cái thuốc đó là loại tổng hợp luôn, là trị gì cũng vậy á, sáng uống 2 viên, tối uống 2 viên, nếu mà mình ho mình uống thuốc ho vô, mà thật sự uống thuốc ho vô nó chả bớt gì hết. Mình thấy cái xong người với lại là cái mà gái mình là nó hiện tại giờ nó vẫn còn bị corona, nó test 2 lần rồi, mà con nít đó, nó đỡ lắm, nó giống như bình thường á, nó còn khỏe hơn là cái lúc mà nó bị cảm nữa. Mình không hiểu con gái mấy thai mình có 2 đứa con bị hết luôn, mà tụi nó không hề sốt, mà cũng chẳng có bị, nó chơi quậy hơn gì nữa. Thì giờ mình trở lại cái thuốc, thì cái mà mình cảm thấy mà nó có hiệu nghiệm nhất là xong sáng, xong chiều, xong với lại là uống thuốc, uống uống cái mà nước mà nó có mật ong gần cái xã, biết mẹ mình vợ mình làm á, thấy uống mình uống thấy đó tốt. Nó khi mà làm một cốc vậy đó, bỏ tủ lạnh cái xong rồi, khi mà các bạn bỏ tủ lạnh á, là mỗi lần uống á, chung ra bỏ khoảng chừng mấy mấy muỗng, pha miếng nước vô rồi bỏ vô một cái lò vi sóng, hâm là khoảng chừng mấy giây cho nóng, rồi uống uống một cái cổ bạn nó nóng từ cổ bạn xuống tới cái ruột đó, là uống tới vậy. Nhiều lúc ho dữ quá lấy muối ngậm nữa, chứ hên cũng may mắn là nhà mình không có ai mà phải mà nhập viện hay bị gì mà tình trạng nguy 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 hiểm á. Nhưng mà trải qua cái vụ Covid á, mình cảm thấy á, cái triệu chứng của nó bị á, cái cảm giác mà cái cảm nhận bằng khi mà bị Covid á, nó khác hẳn với tất cả những cái bệnh từ trước tới giờ mà không mình bị. Nó hay giống như là bạn cảm lạnh á, nó bắt đầu vô y chang cảm lạnh, mà nó hơi kiểu này chắc mình bị cảm lạnh nè. Mà lúc trước đó là mình rất là khỏe nha, cái trước cái ngày mà hai mình đi xét nghiệm á, lần đầu tiên luôn á, mình rất là khỏe, mình làm ban đêm 12 tiếng đồng hồ, xong rồi mình về mình còn đi chơi đi này nọ, tới cả mấy tiếng sau mình ngủ, coi như trong vòng 48 tiếng mình ngủ chỉ có 6 tiếng trời thôi, mà người mình rất là khỏe luôn. Đúng một cái tới ngày hôm mà cái ngày mà mình nó khỏe là ngày hôm đó, là vợ mình nó test bị cột nè. Tới ngày hôm sau mình test là nó báo mình không bị, là từ ngày hôm đó cho đi là người mình xuống hẳn luôn, nó xuống dốc xuống đuối hẳn luôn. Mà bà mình được cho mình là khỏi thuộc hàng là khỏe, thì mà nó vật mình mà thấy sợ luôn á, mà mình là cái người mà bị có thể nói là vật mà
nhờ nhiều nhất ở trong nhà, còn những người thân mình thì lại đỡ, không chứ không bị nặng, chỉ có ho ho rồi cảm thấy ớn lạnh, rồi lâu lâu tức ngực, rồi thở ngắn, thì đa phần là bị vậy. Rồi có thêm đi ỉ chảy nữa, lâu lâu là sẽ bị ỉ chảy, khoảng chừng ngày bị mấy lần vậy. Thì nhưng mà mình thấy là mình uống nước rất rất là nhiều luôn. Một ngày mình uống cầu cỡ 3 4 lít nước đó. Là mình cố gắng mình uống nổi, mình ngán luôn đó. Nhưng mà mình phải gán uống để cho người mình có chất nước đó. Thì những đó là những gì mà mình đã trải qua khi bị corona ở bên Mỹ này. Thì ai có câu hỏi gì á thì cứ comment dưới, mình sẽ trả lời được mình trả lời. Nhưng mà các bạn biết á, mình không phải là bác sĩ nha, cái này là những gì mà mình đã trải qua, rồi mình chia sẻ là kinh nghiệm mình thôi, chứ mình không có bác sĩ, phải là bác sĩ mà phải khuyên bạn phải làm như thế này, phải làm giống như mình, nó hoàn toàn không có. Mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn biết, để mà tại mình thấy ở Việt Nam mình bây giờ bắt đầu là bị nặng nữa rồi, thì mình muốn chia sẻ cái quá trình của mình bị để cho các bạn hiểu thêm về cái quá trình mà mình bị nhiễm corona ở bên này. Thì khoảng chừng 2 3 ngày sau là mình sẽ có mà xét nghiệm, nhưng mà mình không biết mình có làm lại nổi không, tại người mình còn mệt lắm. Mình đã coi như bớt ho cầu cả gần tuần nay á, phải nói thiệt là gần tuần nay mọi người rất rất đuối, nó giống như nó bủng rủng chân tay hết luôn. Nhưng mà ngoài đó ra thì còn cái thở thở bị ngắn thôi, ngoài ra là không hề có gì hết, mệt với thở ngắn thôi, là còn hai đó rồi, còn lại là mấy kia là hoàn toàn hết rồi. Là mình không còn nữa. Ăn uống thì hoàn toàn là bình thường, trước giờ từ lúc bệnh tới giờ mình còn ăn uống vẫn vẫn là đều đặn. Mình có một ông bạn, ổng là người Mỹ, ổng là lính nha, đi đi coi như là đi lính 40 mấy năm năm trời, mà coi như đi lính á mà khoảng chừng qua 4 mấy, mà phải là 3 mấy năm trời, ổng giờ 5 mấy tuổi rồi, người rất là khỏe, thanh niên coi như ổng khỏe mình luôn, ổng trong chạy bộ còn hơn mình luôn á. Đùng cái ông bị một cái ha, ổng coi như nằm viện mà thở oxy á, tới cả ha coi như là gần 1 tháng mấy luôn. Thì khi mà ổng vừa mới được xuất viện á, là ổng khỏe rồi cũng xuất viện á, là mình bị, mình mới nói với ổng là có một cái gì để help mình không, giúp mình không á. Cái tiếng kêu nó hơi lạ là do cục đùm bóp. Thì nó thì ổng mới cho mình cái đơn 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 thuốc có thể mua ở ngoài tiệm thuốc tây, bắt đầu mua y chang. Không giờ mình uống, mình còn uống thêm cái nước mà vitamin C giống như viên sữa bọt á, một ngày uống 2 viên, sáng uống chiều uống, đó là vậy thôi. Là coi như là mình uống thì ông cho mình cũng làm theo cái cách ông chỉ đó, vậy mà đỡ. Khi mà bị nghẹt mũi á, thay thay vì mình nằm thẳng nè, thì ông chỉ mình nằm úp, mình nằm cái ngực mình chạm vô cái mặt mặt giường á, là tự nhiên mình thở lại bình thường, đỡ hơn. Nhận hay đó là mình bắt chước cách ông chỉ ổng, chứ ông chỉ cho mấy cái hay lắm. Mà giờ mình mới nói chuyện ổng xong thì là từ lúc ông mình nói chuyện ổng là cũng 14 ngày à, thì ổng nói bây giờ ổng mới bắt đầu ổng mới đi làm lại được đó. Từ lúc ông xuất viện tới giờ là gần cả cả gần tháng nữa rồi đó, mà giờ ổng mới đi làm lại. Mà ổng nói ổng là chỉ đi làm nhẹ thôi chứ không phải đi làm nặng nữa, chưa chưa vẫn chưa làm nặng được, người ổng vẫn còn yếu lắm đó. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn thêm về cái quá trình bị ở bên này để biết thêm. Thì mỗi người nó có mỗi triệu chứng khác nhau, không ai mà giống ai hết. Thì ai thích thì like share cái video này để giúp cho mọi người biết thêm thôi. Hẹn gặp các bạn vào video sau nha.